Đây, ổi đây. Ăn ổi không? Đâu. Đây. Thôi, ổi bé thế. Ổi ngon lắm. Ngon cơ. Ăn nhá. Thôi, em chẳng ăn gì đâu. Này, anh ăn này. Ừ. Anh ăn không kệ anh, chẳng liên quan đến em. Ngon mà. Thôi, em té đây. Em té đi đâu? Té về thì kia, chăn chiếu thì kia, về ngủ trưa đó. Em suốt ngày đi đây. Không về nhà mà ngủ. Ôi dồi, chân anh đen thế. Chân anh đen á? Vạch chân em đây nào. Chân em đâu vạch lên. Đây. Trời ơi đẹp rồi, đẹp hơn chân anh rồi. Này cho cậu này. Không. Thì yêu anh này không? Yêu. Em hết cả chân anh họ. Em chân anh họ. Em chẳng gấp vạn lần chân anh. Cứ chê chân anh. Thì yêu anh này không? Không. Sao không yêu? Không thích. Thì yêu anh không? Không. Sao? Ngại quá là ngại. Em biết anh họ em tên gì không? Tên gì? Đạt đấy. Thế á? Biết tên là gì không? Không biết. B. Tên B đấy. Yêu không? Sao? Sao không yêu? Mấy ông ổi này. Sao? Ổi anh hái không ăn à? Ngại ngùng gì, đã nghiện còn ngại. Này, anh cho quả ổi này, xe của ai đây? Xe của bố em. Bố. Anh cho quả ổi đây. Anh mẹ em. Bí ổi anh cho này. Thế chăn chiếu ở đâu? Chăn chiếu ở Kumakusu. Ừ. Ăn được không? Ăn ngon đấy ạ. Ừ. Ít được không? Vâng, ít rồi. Thôi về ngủ nhá. Ê, yêu anh này không? Yêu anh này không? Yêu anh này không? Anh này. Anh nào cũng đẹp trai. Nhớ hết. Cười. Ngại à? Ngại không? Tí nó đi chào luôn. Ngại à? Thế thì đi nhá. Chào anh chưa? Ừ, anh chào em nhá. Anh ơi. Ơi. Sân thẳng sân tay đóng với bạn nhá. À. Đi đi nhá.